Ông Sintansari Vuthar, người phát ngôn kiêm Thứ trưởng Bộ Hàng không Dân dụng SSCA Campuchia, phát biểu ngày 27 tháng 5 thông tin báo chí đưa tin về MH370 ở Campuchia là giả mạo. Vị quan chức Campuchia nói, chúng tôi không biết mục đích của thông tin không đúng này là gì, nhưng tôi biết họ có ý định không tốt đối với Campuchia. Ông cho biết thêm, thông tin và hình ảnh sai này đã xuất hiện trên báo một lần cách đây 8 năm, gần đây bị khơi lại và đăng lên báo, gây ra sự bối rối. Phát biểu được đưa ra sau khi báo Zermiro của Anh đưa tin bí ẩn MH370 được giải đáp bằng Google Maps khi bộ phận máy bay được tìm thấy trong rừng sâu ở Campuchia. Ông Chan Srivuta nói rằng nếu các nhà điều tra quốc tế tìm thấy bất kỳ thứ gì hay có đủ bằng chứng cho thấy chiếc máy bay của Malaysia Airlines đang ở trong rừng của Campuchia, giới chức Campuchia sẵn sàng hợp tác với Malaysia. Nếu được đề nghị hợp tác điều tra, Campuchia cũng sẵn sàng, ông khẳng định. Cuối tuần qua, The Miro dẫn lời Ian Wilson, một chuyên gia tự phong ở Anh, nói rằng các bộ phận của MH370 nằm giải rác trong khu rừng sâu ở Campuchia. Chiếc máy bay mất tích cùng 239 người khi trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh năm 2014. Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã không tìm được tung tích của chiếc máy bay sau khi nó mất tích bí ẩn. Thời điểm vụ việc xảy ra, Campuchia đã cử hai tàu và bốn trực thăng hỗ trợ tìm kiếm chuyến bay, nhưng không phát hiện dấu hiệu nào. Tháng 3 vừa qua, BBC đưa tin chiến dịch tìm kiếm được duy trì trong 4 năm và tiêu tốn hàng triệu đô la Mỹ. Sau khi chiến dịch chính thức dừng lại, các nhóm nghiệp dư vẫn tiếp tục nỗ lực xác định vị trí chiếc máy bay xấu số, số đã biến mất chỉ 40 phút sau khi cất cánh. Ông Hun Sen cho biết kế hoạch việc khởi công kênh đào Phủ Nam Tê Chô là do Thủ tướng Hun Manet, con trai ông, quyết định. Trước đó ông đã kêu gọi chính phủ làm kênh càng sớm càng tốt. Ngày 25 tháng 5, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen hiện là Chủ tịch Thượng viện, làm rõ về lịch trình khởi công dự án kênh đào Phủ Nam Tê Chô, nhấn mạnh rằng đó là quyền của Thủ tướng. Những ngày qua, người ta nói rằng tôi đã quyết định khởi công xây dựng kênh Phủ Nam Tê Chô vào ngày 12 tháng 6 năm 2024. Không hề có chuyện đó. Quyết định khi nào động thổ xây dựng là quyền của Thủ tướng Hun Manet. Ông viết trên trang Facebook chính thức của mình. Ông Hun Sen cũng nói ẩn ý rằng, chỉ trên mạng xã hội, đám cháy mới có thể được dập tắt mà không lo có khói. Trước đó vào ngày 16 tháng 5, ông Hun Sen đề xuất chính phủ Campuchia khởi công xây dựng kênh đào phủ Nam Tê Chô càng sớm càng tốt vì lợi ích kinh tế và để chấm dứt những tranh luận quanh dự án này. Tôi muốn đưa ra ý kiến với chính phủ Hoàng gia về dự án kênh đào phủ Nam Tê Chô. Hãy lập công trường càng sớm càng tốt, không cần phải chờ đợi nữa. Chúng ta phải nghĩ về nền kinh tế của mình, chúng ta phải nghĩ đến nền độc lập dân tộc của mình. Tờ Khmer Tham dẫn lời ông Hun Sen. Ông cho rằng dự án này mang lại nhiều lợi ích bao gồm cải thiện việc đi lại và giao thông tăng cường hệ thống thủy lợi ngăn chặn lũ lụt hiệu quả sinh kế tốt hơn cho cộng đồng địa phương và tăng cường du lịch ở khu vực tây nam là một bước quan trọng hướng tới sự phát triển của đất nước trước đó campuchia tính bắt đầu khởi công vào cuối năm nay theo báo Khmer Times, ngày 17 tháng 5, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhấn mạnh Campuchia duy trì quan hệ bền chặt với Việt Nam, đồng thời Việt Nam có quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Do đó, ông cho rằng không có cơ sở để xảy ra mâu thuẫn giữa ba nước. Ông Hun Sen đã có thông điệp đặc biệt liên quan đến dự án kênh đào Phù Nam Tê Châu hôm 16 tháng 5. Trước một số nghi ngại về việc con kênh này được dùng để di chuyển các tàu chiến cho Trung Quốc, ông Hun Sen khẳng định con kênh này không thể tiếp nhận những con tàu như vậy Ông Hun Sen cũng đưa ra kêu gọi khẩn trương tiến hành xây dựng kênh đào Phù Nam Tê Chồ vì nền kinh tế quốc dân và chấm dứt dư luận liên quan đến kênh đào này. Ông nhắc lại lập luận cho rằng kênh đào này sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm Campuchia thông qua việc giảm chi phí vận chuyển, đóng vai trò là hệ thống thủy lợi cho phía Tây Nam nước này, giúp tăng sản lượng và nuôi cá của người dân, giảm lũ khi bị lũ lụt và đóng góp cho du lịch. Kênh đào Phú Nam Tê Chô dự kiến dài 180 km nối cảng sông Phnom Penh với Vịnh Thái Lan ở Tây Nam Campuchia. Dự án này đi qua các tỉnh Kandan, Takeo, Kampot và Kép. Campuchia cho biết mục đích của dự án là nhằm phục vụ giao thông đường thủy nội địa và kết nối đường thủy. Dự án sẽ khởi công vào cuối năm nay với kinh phí dự kiến khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, thời gian xây dựng khoảng 4 năm và sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028. Hồi tháng 3, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định kênh đào phù Nam Techo sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 1,6 triệu người sống dọc theo kênh và tạo ra nhiều lợi ích khác cho sự phát triển quốc gia. Hôm 20 tháng 5, tờ Khmer Times đưa tin chính phủ Campuchia đảm bảo rằng họ sẽ không biến siêu dự án kênh đào phù Nam Techo thành một vấn đề khu vực hoặc quốc tế vì nó chỉ do nước này khởi xướng. Phản ứng được đưa ra hôm 18 tháng 5 sau chuyến thăm 4 ngày của Thủ tướng Hun Manet tới Hàn Quốc từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 5. Phát biểu với các phóng viên tại sân bay quốc tế Phnom Penh hôm 18 tháng 5, ông Jean Francois Ten, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng, nói rằng ông Humanet đã không nêu vấn đề dự án kênh đảo trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ với chính phủ Hàn Quốc trong chuyến thăm chính thức của ông sang Hàn Quốc vì đây là vấn đề của riêng Campuchia ông cho rằng chính phủ không coi vấn đề kênh đào Phunantecho là vấn đề khu vực và toàn cầu như một số nhóm đối lập mong muốn vì dự án này hoàn toàn là của Campuchia và không gây tổn hại đến bất kỳ lợi ích nước ngoài nào. Ông khẳng định chính phủ hoàng gia Campuchia không ngây thơ đến mức biến dự án kênh đào Phunantecho thành một vấn đề quốc tế hoặc khu vực như yêu cầu của một số nhóm đối lập cực đoan. Ông nói một số nhóm đối lập cực đoan muốn thu lợi cá nhân và có thể không nhận thức và nhầm lẫn về những gì thực sự có lợi cho người Campuchia và người nước ngoài. Báo Khmer Times cũng dẫn lời chủ tịch thượng viện Husen hôm 16 tháng 5 phủ nhận siêu dự án này là một phần của sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Dự án này hoàn toàn không liên quan gì đến sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, nó được khởi xướng 100% bởi Campuchia, ông phát biểu Ông cũng yêu cầu chính phủ đẩy nhanh việc xây dựng dự án kênh đào Phủ Nam Tê Chô với lý do đất nước cần có một tuyến đường thủy tự trị để vận chuyển. Ông Hun Sen cho biết dự án kênh đào trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tiết kiệm thời gian đi lại và vận chuyển, hệ thống thủy lợi hữu ích, kiểm soát lũ lụt, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương và thúc đẩy du lịch ở khu vực Tây Nam của nước này. Campuchia đang dự kiến khởi công xây dựng kênh đào dẫn đường nối thủ đô Phnom Penh với bờ biển của đất nước ở tỉnh Kép. Dự án xây dựng vận hành chuyển giao do Tổng Công ty Cầu đường Nhà nước Trung Quốc tài trợ, nhằm mục đích kết nối tỉnh Phnom Penh và Kép bằng cách đi qua các tỉnh Kandan, Takeo và Kampot. Trước việc triển khai dự án kênh đào Phù Nam Tây Việt Nam nhiều lần khẳng định mong muốn Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mê Công, chia sẻ đầy đủ thông tin về dự án và tiến hành đánh giá chi tiết các tác động của dự án này với các quốc gia ven sông. Kênh đào Phù Nam Tây sẽ có chiều dài khoảng 180 km, đi qua 4 tỉnh với tổng dân số 1,6 triệu người sinh sống ven sông. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng 3 âu thuyền để duy trì mực nước, 11 cây cầu và 208 km đường mới. Cây này được thiết kế rộng 100 m ở thượng nguồn, 80 m ở hạ lưu với độ sâu nhất quán là 5,4 m, cho phép hai luồng giao thông thủy vận chuyển hoạt động hiệu quả đồng thời. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời tuổi trẻ online ngày 23 tháng 5 việc một số tài khoản được cho là Xuất phát từ Việt Nam bày tỏ ý kiến cá nhân trên mạng xã hội vừa qua không đại diện cho quan điểm của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Chúng tôi không đồng tình với các ý kiến, bình luận mang tính kích động, chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia, công kích cá nhân lãnh đạo hai nước. Trước đó, Bộ Ngoại giao cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Campuchia đề nghị hợp tác điều tra thông tin một số tài khoản mạng. Xã hội được cho là của công dân Việt Nam có lời lẽ chưa đúng mực trên tài khoản của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Bà Hằng nhấn mạnh, trên cơ sở mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia, các cơ quan chức năng hai bên có các biện pháp thiết thực hiệu quả để giúp nhân dân và thế hệ tương lai của hai nước hiểu rõ và đầy đủ về mối quan hệ này, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày một mạnh mẽ hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trên tinh thần đó, chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin trên nhiều lĩnh vực trong đó có dự án kênh đào Phù Nam Tê Châu cũng như nghiên cứu về tác động xuyên biên giới của dự án qua đó bảo đảm lợi ích hài hòa của các quốc gia và người dân sinh sống ven sông quản lý sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước sông Mê Công